Xin chào tất cả quý các bạn nhé. Điểm này là chia sẻ đến quý các bạn là một cái vườn chum 50 lít này. Điểm này mới là ngày 13 tháng 3 âm lịch. Mà hiện tại giờ vườn quất chum rất là đẹp. Lộc lá đã già rồi, chuẩn bị bắn lộc mới rồi. Thì để biết xem nhà vườn hiện tại bây giờ đang cho ăn những gì thì mời quý vị và các bạn cùng vào vườn xem nhé. Nhìn bộ lộc lá rất là xanh. Đang chuẩn bị nhí lộc 2 nhé. Tính đến thời điểm này thì nhà vườn cũng bắt đầu tiến hành cho ăn rồi. Lộc già thế này là bộ rễ rất là ổn định rồi, cho nên là nhà vườn đã tiến hành cho ăn đây. Mình sẽ quay cho quý các bạn xem này. Thực tế hiện tại bây giờ nhà vườn đang cho ăn đỗ, gọi là đỗ tương. Nhưng mà đối với dòng đỗ tương này, nhà vườn tiến hành luộc qua đi, gọi là luộc qua để tránh tình trạng cái hạt đỗ này nó nảy mầm nhé. Còn nếu mà quý vị và các bạn không luộc thì có thể đem xay mảnh, thì nó sẽ gọi là tránh hiện tượng bọc mầm thôi. Dàn lộc rất là đẹp luôn. Lộc rất là cứng ấy. Cái bộ dàn lộc này thì nay mai thì quả không thể nào rủ được rồi. Nhìn rất là dăm, rất là cứng. Toàn dăm to thôi. Đấy thì quý vị các bạn có thể dùng đỗ tương, nhưng mà nên lưu ý ở cái thời điểm này thì một số nhà vườn vẫn còn chưa bẻ xong, cho nên là cho ăn cần phải lưu ý là không phải thấy người ta bón đỗ mình cũng bón, bởi vì mình xem gọi là lộc lá nhà mình đã đủ già chưa, bộ rễ đã phát triển mạnh chưa thì hãy nên cho ăn nhé. Hàm lượng đỗ là rắc cũng tương đối. Dòng cây này nhà vườn bẻ như này là bẻ từ trong năm và cũng đánh chuyển lên chum, cho nên là dàn lá độc mới được xanh và mẫm như này. Đấy. Còn có cả những lộc cờ đã bắn này. Nhìn rất là đẹp luôn. Đấy thì video clip chia sẻ đến đây mình cũng xin tạm dừng. Quý vị các bạn mà có nhã hứng về cây quất thì có thể đăng ký kênh. Mình sẽ chia sẻ từng thời điểm của cây quất cho ăn và bắt hoa như thế nào. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi clip nhé.